chào các bạn nha. Hôm nay Vĩnh Hoàng đang làm then ở nhà, có sư phụ về làm hộ đây. Đây là mẹ cha và đàn bà hết tơ sở hết bang. Các khán giả ở Lộc Bình Đa với ở Tam Đa. Có hai tiếng người đi. Hôm nay có hai bố mẹ thầy về nhà chơi với. Chào mọi người nhé. Dòng đến nhà tôm ấy. Hôm nay đến nhà con thớ để từ chơi. Không có việc gì làm, hôm nay lại mò sang uống uống bầu hút, ăn trầu. Bố được rất là đẹp trai đây này. Thế má son ở đâu mò ra đi. Có nhiều người bảo con giống bố lắm nhá. Có nhiều người còn nhận nhầm con thành bố ấy. Yeah. Hiểu sao ấy. Cái má con nó bảo là sao này. Có giống nhau lắm đâu nhỉ? Nhà này giống nhau ở đây mà giống thế nào được. Đây là mì cống khay tôi chiến thắng. Cống khay ké, cống khay luôn mà liều cơ. Ngồi đây mà quạt không đến đâu nhỉ?